tướng sẽ được giảm án, cùng lắm là chung thân hoặc có thể chỉ 20 năm tù, nhưng cuối cùng cũng tòa cũng kêu án tử hình. Và ngày 1 tháng 10 năm 1957, tức là 3 năm 8 tháng, người ấy ở tù biệt giam và đi lên giàn máy chén ngày 1 tháng 10 lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Còn 6 tiếng đồng hồ trước khi chịu chết bị xử tử, anh nói với mẹ rằng: mẹ ơi, còn 6 tiếng đồng hồ nữa con sẽ gặp Chúa Giêsu. Một người mà cả đời chỉ tội lỗi, phạm tội, kể từ khi gặp Đức Giêsu ăn năn thấm hối mà không có cách nào để đền tội, giờ đây được Đức Tổng Giám mục Paris lập án xin phong thánh, phong trần phước. Thế nghĩa là làm sao, thưa anh chị em? Hỡi những gia đình bị thương tích, hỡi những gia đình có những con người bị thương tích nặng nề, dường như không ai chữa nổi, chúng ta chạy đi đâu đây bây giờ? Nếu không chạy đến kẻ nằm ở trên mảnh gỗ kia, người tử tù kia và là đấng thánh kia, chúng ta được mời gọi hãy nhìn những kẻ bị nạn, những kẻ bị thương tích nặng nề, ở bên trong đó là một đấng thánh. Và những kẻ được đi cứu, người anh em trở thành người thân cận, đó chính là những thần y, thần lương Giêsu Kitô tiếp tục nhập thể hiện diện ở trong hội thánh, ở nơi những con người tín hữu, để mà cứu giúp anh chị em mình. Và thế là Thiên Chúa tiếp tục hiện diện, Thiên Chúa tiếp tục là đấng giải cứu, giải thoát, giải cứu chúng ta kể từ đời này, cả trong những cảnh ngộ bế tắc nhất, cả trong những thương tích nặng nề nhất mà không còn hy vọng. Chúng ta không bao giờ mất hy vọng. Và câu chuyện anh trọn lành bị đóng đinh xử tử chết bên cạnh Đức Giêsu Kitô, với lời hứa của Chúa: ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Câu chuyện thật giống Jacques Fesch. Cả một đời chỉ là tội lỗi, thế mà chỉ vì sám hối tin vào Đức Giêsu Kitô thì chính Ngài sẽ ra tay trước hết chữa lành cho anh, và nhờ anh để trở thành hiện thân đi cứu chữa những con người thương tích khác trên thế giới. Hỡi các gia đình đang chịu thương tích, các gia đình đang chịu khó khăn, và đặc biệt khó khăn về đời sống tinh thần, hãy để cho Đức Giêsu Kitô, đấng bị thương tích nặng nề, chạm tới để những vết thương của chúng ta được chữa lành. Không có bác sĩ nào, thần y nào ở trần gian cứu chữa được. Tiền bạc của cải, danh vọng, quyền bính, mọi sự không cứu chữa được, chỉ có tình thương. Mà tình thương thì cho đi vô điều kiện, không tính toán. Tình thương thì quảng đại, tình thương thì kiên nhẫn chịu đựng, tình thương thì vui vẻ, không ghen tương, không hận thù, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi trong trái tim hận thù, không mừng khi thấy sự bất chính bất công, vui khi thấy điều chân thật. Tình thương thật thì luôn luôn tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Thánh Martino Porres là một trong những nhân vật hiện thân của Giêsu thần linh, thần lương hiện ra cứu chữa chúng ta. Hôm nay tiếp tục mời gọi mọi người trong chúng ta trở thành một Martino Porres như vậy, là Giêsu người Samaritano nhân hậu cứu chữa anh chị em mình một khi mình đã được cứu chữa. Amen.